Chào các bạn, mình đang ở một cái quán đặc sản Hoàng Ti, Hoàng Ti, Trảng Bàng, Cơ Sương tại quán Văn Tần. Xin mời đây địa chỉ số mấy là Văn Tần, 72 Võ Văn Tần. Mẹ Võ Văn Tần, còn review xíu về cái Cơ Sương. Trước khi review thì chúng ta thấy rằng là ở cái quán này thì họ trưng bày cái gỗ đâu rất là hoành tráng, rất là đẹp ha. Và đây là cái bánh tráng phở xương của người Tây Ninh ha. Tây Ninh có một cái vùng đất đó là vùng đất Trảng Bàng ha, rất là nổi tiếng tại đây ha. Đây. Và đây là thì menu thực đơn này nó có hai loại. Cái một đó là thịt bò, hay là thịt heo, mình thì ăn đùi heo ha, thích ăn đùi heo. Đây. Dưa ha, bún ha, nước chấm ha, nước chấm. Nước chấm các bạn thấy nước chấm rất là ngon ha. Thêm một suất ăn một mình của mình như vậy thì nó vào khoảng 182.000 đồng, nếu mà hai người thì khoảng là gần 300.000 đồng. Nó ăn rất là ngon, ngon ngon tì, rất là rộng rãi, rất là rộng rãi. Đây là cái bánh tráng với xương, nó rất là rẻo, nó không có giòn như cái bánh khác nha. Cái này thì đầu tiên là cho những cái chảy vô ha, nhưng không ha, các loại rau ha, rau là bỏ vô ha. Rau nào thì mình ngắt vô đó, cái rau này rất là ngon. Nước này.